Hello, em An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quảng thân yêu gần xa. Ngày hôm nay thì em An đã có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương và đang ngồi trong một mẫu xe quốc dân đúng không ạ? Nhưng đây là một mẫu xe rất là kén người mua anh chị ạ. Rất là kén người mua. Một mẫu xe cực kỳ mắc tiền. Cực kỳ mắc tiền. Một em Toyota Yaris anh chị ạ. Động cơ 1.3 bản G nhập Thái nguyên chiếc. Một em xe mà chủ cũ rất là ưu ái lên cho anh chị một cái màn hình Gotech. Đấy. Và lên ghế da lót sàn đầy đủ hết cho anh chị rồi. Một em xe Yaris cũng được trang bị cho anh chị điều hòa tự động, khóa đèn nổ thông minh. Và mới đang đi 59.850 km thôi. Tên tư nhân, một chủ mua mới từ đầu. Tên công ty anh chị nhé, xin lỗi chị, tên công ty. Em này là tên công ty. Rồi, mà anh chị cùng ra chiêm ngưỡng mẫu này. Một mẫu xe như em An có nói với chị là rất là kén khách nhá, tại vì tầm tiền. Nhưng mà mẫu xe này thì rõ ràng nó vẫn có một cái chất riêng, đúng không ạ? Một em Toyota Yaris màu trắng, sản xuất 2016, động cơ 1.3. Đó, 2016 chưa? Cụm đèn pha dạng thấu kính, phần dưới là phần đèn gầm sương mù, đang đeo biển số Bình Dương 61A27962. Đấy, đăng kiểm của đến tháng 4/2023, màu trắng. Và em xe này đang đi 59.000 km. Đó, mẫu này thì cá nhân em ăn thấy rằng sẽ phù hợp cho những chị gái đưa đón con đi học hay là đi làm thì rất là hợp lý. Đết vỏ là mới thay nha chị, tuần thứ 13 năm 2021. Đấy, lớp sơn đồng nhất, đồng áng căng mọng đúng không ạ? Tay cửa mạ chrome, xinh nhan tích hợp và có gương cụp điện cho chị luôn. Đó, cho chị tham quan qua phần những cái đường lườn ha. Đấy, Toyota Yaris 1.3G 2016 mới tinh luôn, xe mới thay vỏ luôn anh chị nhá. Đấy, xe thì cam kết cho chị là không lỗi đâm đụng thủy kích tai nạn. Đấy, ghế da đã vào rồi. Em này hôm về thì có một cái bộ ghế da nó xấu hơn thì em ăn cho thay mới luôn rồi. Đấy, các chi tiết là chưa tháo mở chị nhá. Đấy, rất là ok. Nội thất là màu đen luôn. Đấy, Toyota Yaris mọi chi tiết là nguyên bản, bao cho chị cân đụng và máy số keo chị zin. Mọi chi tiết là ok hết nhá. Chưa tháo mở ha. Toyota Yaris 2016, một chiếc xe cái chất rất là đẹp. Mẫu này thì chắc chắn là đi gia đình 100% rồi, 100% rồi. Hàng ghế phía sau cũng tương đối rộng anh chị nhá, tương đối rộng, thoải mái cho chị luôn. Mẫu này thì trần ở trên là trần lì đen đã bọc ni lông sẵn cho chị rồi. Các chi tiết ốc này là nguyên bản nha chị, nguyên bản như vậy. Yaris 2016 1.3 bản G, biển số Bình Dương nữa, 27962. Xe này thì em An sẽ cho xuất hóa đơn công ty cho chị nhé, thay vì cây cá nhân thì sẽ xuất hóa đơn cho chị thôi. Dưới là hai đèn phản quang và gầm xe đây. Đây, phần gầm xe đây ạ. Đấy, còn rất là mới đúng không ạ, bao tuyệt đối là đâm đụng rồi. Đây, cho chị tham quan phần khoang hành lý, thoải mái để đồ cho anh chị đúng không ạ. Bản này là dạng hatchback nha, rất là gọn gàng, nó phù hợp với địa hình đô thị đúng không ạ, rất là gọn ha. Đấy, mẫu này thì nói chung là vì sao mắc đúng không ạ, đơn giản nó rất là bền bỉ, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Động cơ 1.3 nhưng mà không hề yếu một chút nào, nó bền bỉ lắm, rất là bền bỉ nha. Đấy, về cơ bản thì em xe này đã được thay 4 vỏ mới này. Lên ghế da, lên màn hình Gotech. Đấy, anh chị về là không phải lên cái gì cả, rất là tiện đúng không ạ, nguyên bản thì không có gì đâu ạ. Đó, đây những cái đường lườn hai bên đấy ạ, anh chị thấy không ạ, rất là mới nhá. Đấy, rồi và mức giá mà bên em đang mong muốn ở mẫu Toyota Yaris 1.3G sản xuất 2016 này, một chủ từ đầu này, đang là 475 triệu đồng. Đó, tay cửa có khóa cảm biến thông minh luôn đấy chị nhá. Đấy, 475 triệu đồng. Đó, mới lắm anh chị ạ, các chi tiết là còn nguyên bản luôn. Và em này làm cách âm hết nha chị nhá, làm cách âm ở tất cả các cửa luôn, làm cách âm hết. Đó, ok đúng không ạ. Rồi, và chi tiết cuối cùng sẽ cho chị tham quan phần khoang động cơ. Động cơ có 1.3 thôi, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đây vỏ đây, tất cả vỏ rất là mới nhá, thay cùng đết luôn. Đấy, rồi cho chị tham quan phần khoang động cơ. Là em sẽ kết thúc video này ở đây rất là nhanh thôi. Đấy, và chị nào mình yêu một chiếc xe đẹp, yêu một chiếc xe chuẩn như này thì alo em An,
Em này làm cách âm hết rồi chị nhá, 3M quanh xe luôn. Đấy, lên màn hình GoTech rồi. Đấy, lên lấy ghế da, lót sàn. Nói chung đây là một chiếc xe mà có lẽ là chủ cũ không tiếc tiền đúng không chị? Không tiếc tiền để vào đồ chơi, làm cách âm cho chị luôn. Đó. Đấy chị, đấy là những cái chi tiết nguyên bản hết và động cơ rất là êm ái ha. Rồi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị các bạn thân yêu của em An một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng rất là kén khách vì tầm giá hơi cứng. Một em Toyota Yaris 1.3G sản xuất 2016. Tên công ty một chủ tự động, đang đi 59.000. Lên full đồ chơi và giá mà em đang mong muốn ở mẫu này đang 475 triệu. Và anh chị nào mình quan tâm thì alo cho em An. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Và anh chị nào mình quan tâm thì lên trực tiếp bên em, siêu thị ô tô Bình Dương, số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương để xem xe, trải nghiệm xe chị nhá. Một nữa cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại. Xin chào.